Tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là không muốn biết trước số mệnh của mình là tốt hay như thế nào. Làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, ấm êm, không cần phải lo nghĩ bất kỳ một điều gì, và đặc biệt đó là về tiền. Số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số? Số trời sinh mang mệnh phú quý trong tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần này. Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng, hưởng cuộc sống thập toàn, thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết, cuộc sống con người sợ nhất chính là cảnh nợ nần, túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà mình không mong muốn. Thưa quý vị, trời sinh ai cũng có vận mệnh riêng. Những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Tuy vì số mệnh trong tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần này sẽ có mệnh chủ là số hưởng, mặc dù có số bôn ba vất vả và thậm chí là còn nợ nần túng thiếu trong năm 2021 Tân Sửu, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ tốt đẹp bắt đầu từ tháng 3 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có rất nhiều những quý nhân phù trợ, và vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống trong vinh hoa phú quý trọn vẹn đến cuối đời. Hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu về vận trình của những người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 3 âm lịch này quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Mão mệnh thành đầu thổ, có khát vọng lớn, chí tài bốn phương. Họ mơ ước tự tay gây dựng cho mình một đế chế, tay trắng làm nên sự nghiệp. Cũng chính vì chí hướng này cho nên người này phải thường xa gia đình từ nhỏ rất sớm, tự mình lập nghiệp, phát triển ở bên ngoài, sau này thành đạt mới trở về, vinh quy, bái tổ. Tính cách của họ có phần cao ngạo, lại có tham vọng lớn, thấy cái lợi không biết điểm dừng, thậm chí có phần hơi tham lam. Nếu biết nghe lời khuyên bảo, góp ý của người khác, biết tìm cho mình điểm dừng, thì số tài sản tích lũy được thời trẻ có thể bảo toàn. Tính cách thẳng thắn, thoải mái vô tư, song lời nói và hành động của họ đôi khi hơi thái quá, đem lại cảm giác lỗ mãng, không hiểu lãng mạn là gì. Họ luôn yêu cầu rất cao trong công việc, cũng có khả năng biến hóa linh hoạt, năng lực, xuất chúng hơn người. Những người tuổi Mão sinh năm 1999 đã từng ra trường thì tháng này không phải thời điểm thuận lợi để tìm việc làm. Bạn có thể gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc không uy tín, vừa lãng phí thời gian, vừa hao tài tốn của, nên cẩn thận trong vấn đề này. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy giúp đỡ. Những bạn vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường để học cao lên, nếu không ngừng cố gắng, tập trung, phấn đấu, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được những thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội được thực tập, làm việc và rèn luyện bản thân trong môi trường tốt. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay sau khi ra trường. Nếu cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để mọi chuyện lại sau lưng, đừng quá vướng bận, càng dây dưa níu kéo sẽ càng chỉ khiến cho hai người thêm đau khổ, ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu với không ít khó khăn, do công việc không ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt lại rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Xét về thiên can, Kỷ Âm Thổ gặp giáp Dương Mộc nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này nhận thấy đây có thể coi là một tháng có khá nhiều thách thức, cả áp lực đối với người tuổi Kỷ Mão khi vận trình của bạn lao đao bất ổn, nhiều thăng trầm bất định. Công việc trong tháng 3 năm 2022 âm lịch này không được lý tưởng như mong muốn của bản mệnh. Ở thời điểm này mọi thứ khá bấp bênh, đòi hỏi gia chủ phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua được sóng gió. Dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và chí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường nhưng khó tránh khỏi vận xấu, kế hoạch đặt ra đi chệch hướng, kết quả vượt ra ngoài dự tính của bạn. Tháng này điểm báo tử vi còn cho thấy nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc.
Hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép bởi sự phá cách không phù hợp vào giai đoạn bất ổn này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo dõi tử vi tháng 3 năm 2022 Kỷ Mão âm lịch về mặt tài lộc, công việc bất ổn nên tài lộc của bản mệnh tiêu hao cũng là chuyện dễ hiểu. Nhìn chung vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Mão thời gian này không được tốt cho lắm. Tháng này không thích hợp để đầu tư lớn vì rất dễ thua lỗ, cần đề phòng cảnh giác, tránh thất bại do lơ là, mất tập trung. Thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền của thất thoát, tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng để cho các gia chủ có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Kỷ Mão trong tháng này giảm sút khá nhiều. Bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, uể oải, làm việc khó tập trung, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều và có thể sụt cân. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực tinh thần, bạn lại suốt ngày bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian chăm lo sức khỏe cho bản thân. Vì thế mà sức đề kháng cũng dần giảm sút, tinh thần ngày càng ức chế. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người mà bạn tin tưởng để sớm được giải tỏa tâm lý. Đặc biệt, cần phải chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng thời gian làm việc và ngủ nghỉ. Hạn chế thức khuya làm việc rất hại cho sức khỏe thì các triệu chứng khó chịu sẽ sớm biến mất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng ba âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Mão không hề dễ dàng, khiến con giáp này phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xử lý. Có lẽ công việc đã chiếm hết tâm trí của bạn, lại thêm nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh. Chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt. Các cặp đôi thường xuyên xung đột, nổi giận, cãi vã liên miên, làm mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng tâm lý. Nếu bản mệnh không bình tĩnh và tình yêu không đủ sâu đậm, thì e rằng đổ vỡ là điều khó tránh. Nhân duyên của người độc thân không phải không có, nhưng cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Thậm chí sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, bản mệnh dần có tâm lý ngại yêu và thu hẹp thế giới của riêng mình, càng khiến cho cơ hội gặp gỡ đối tượng khác giới ít đi. Lúc này tốt hơn hết bạn nên tập trung cho sự nghiệp, còn chuyện tình cảm cứ để nó diễn ra theo cách tự nhiên, đừng cố gượng ép. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Kỷ Mão trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 3 năm 2022, tức ngày 2 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 14 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 3 năm 2022, tức ngày 26 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng.
lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mão trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 3 năm 2022, tức ngày 3 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 3 năm 2022, tức ngày 15 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 3 năm 2022, tức ngày 27 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì trong tháng 3 âm lịch này. Và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.